Hello các bạn, hello các bạn, tụi mình đang đi xe bò nha các bạn. Các bạn đây, các bạn mà tới chỗ cô Bích là các bạn nhớ đến đây ủng hộ chú nha các bạn. Rẻ lắm, rất là rẻ. Đi qua đi lại 40 ngàn à. Ở đây rất là gần chợ luôn, ở trên biển có chợ hải sản nha các bạn. Mình đi một vòng từ bên kia đi qua đây và chúng ta tiếp tục đi nè các bạn. Đây, rất là đẹp phải không? Khi mà các bạn bị xe chết thì các bạn đi đến biển là một cái rất là hay. Đi đó thì điện thoại về lại chú. Đi liền hả? Đi đó về liền hả? Không, mà lấy chú âm đi. Dạ. Chú đưa điện thoại âm xong, alo chú lên tới nè. Dạ, ok chú. Bạn người ta làm lưới nè các bạn. Đây là chợ hải sản nha các bạn. Và đây bán rất là nhiều ốc luôn. Ví dụ hôm nay bán rộng hơn hôm qua nha các bạn. Ghẹ hết đó, người ta lấy ghẹ hết. Ít ra có mấy con ha. Anh được ấp tay đi tao tin chăng. Ủa đi mua tháo lên đi. Tháo cái xin anh. Dạ. Sao? Không lên phay đâu chứ ơi. Lên YouTube luôn. Chúng mình mua ghẹ mua gì? Và nó mua gì? Ốc rồi. Hả? Con gì đây? Tôm, tôm. Đi. Đi vòng vòng hết này đi. À, hôm nay bán ở mấy cái thúng nè. Cái thúng sẽ khác. Trăm ngàn ký ghẹ. Nãy bên kia à? Nãy bên kia bao nhiêu ta? Hôm qua mình một thúng mà. Em ơi, bao trăm ngàn. Đây các bạn. Ghẹ rồi cá. Đồ biển rất là nhiều. Phải đi giữa. Đi qua kia mình mới qua giữa được. Ê, mực này hôm qua bự mực qua rồi. Mực. Đang ngoài bán hả? Đang ngoài bán. Mình mua cái gì? Mua ghẹ đi. Ha. Mình mua gì mình ăn nữa. Hồi tối ăn ngon xong đi về khi nào cũng biết luôn. Hai đứa hồi tối không? Để con ăn gì á, hồi hồi cho con đi đó. Nó thấy ghẹ luôn. Hả? Mình đi vòng vòng. Có gì con đưa cho con làm với nhá. Dạ. Dạ con nâu. Em có tô con đồ đi ăn. Ồ cá bự luôn. Cũng thấy ghẹ ta. Em đang ăn 2 ngàn.
120. Bên kia có 100 mà ha. Cách người ta là kêu bắt về đang lột cua. Xíu mua này, mua rẻ này, mua rẻ một ký bao nhiêu à? Chị sò này 3,5 này, dài nè, dài 150 em, 150 một ký, sắn nhà 150 dài sao này 2,5 ký, 2,5 ký kia, ký 150. Cũng nhỏ nhỏ quá, nó bằng qua đâu, qua bao nhiêu, 100 thôi. Còn ghẹ này là 150, 2 ký. Ghẹ này hình như hôm qua mình mua không, nó bự hơn. Này thế này. Nên đem theo bao nhiêu vậy? Đem theo bao nhiêu? Kể được á. 2,5 ký. Tại bên kia 1 ký 100 rồi, không? Đừng kỹ á, bạn cho em kỹ đồng thứ, bởi em kỹ năm tay bởi hết. Lấy không? Chị có tên chị canh nhau. Thế nào? Lấy nào? Cái đó anh ngon nha, em là gà xinh không á. Ờ, ký này chắc không được bao nhiêu con. Ký cũng nhiều lắm em ạ. À. Nhưng mà lấy này thì nó nhiều à. Ký mấy con. Dạ một ký mình lấy 20 con nữa. Đó, dùng cho chú ký đi. Chú có con tôm hay sao luôn. Thì lấy này đi ha anh. Sao? Thì giờ em 250 em cứ lấy gì lấy đi. Rồi nha. Em có 250 là anh lấy của anh đi. Ok em. Em lấy cái này. Em lấy bao nhiêu đi, em lấy của em đi. 2 ký. Đây ngồi thêm rồi nha. Dạ. Lấy mấy ký? Cái này nó lấy 2 ký 150. Dạ. Rồi bỏ đâu vậy? Bỏ trong mút. Dạ. Ghẹ này để với ốc nó được không ta? Được nhưng mà bỏ bao qua bỏ bao. Ốc đây dưới dài này trên mà được 250. Cái nào mà cũng bỏ bao hết rồi bỏ đá vô. Cái nãy nói là 3 ký, 3 ký 100. Cô dùm em 3 ký 100. Em biết cái này nữa là đủ 100, 250 luôn á. Rồi con mực hỏi, hỏi mực bao nhiêu? Mực này bán sao vậy con? Mực này thì bán 57. 57 hả? Hôm qua thấy nó bán thúng thúng rồi sao ta? Mới vô cái rối luôn nè. Hả? Mua thùng nữa đó. Mua thùng hả? Không có rẻ
để chú anh chở cho. Anh để đằng trước em phòng phòng sau rồi. Thôi em chở cũng được. Cái này em để đằng trước rồi. Ví dụ 3 thùng, 4 thùng thì được, 4 thùng thì chở được. Gì 4 thùng? Anh mua gì? Em mua có 2kg, còn thùng đó nhiêu? Ờ, không chị? 2kg cỡ cái thùng đó nhiêu? Cỡ thùng nhỏ thôi. Ốc cái gì? Gì? Ốc nữa. Ốc để vô luôn. Ốc để vô đâu vừa đâu.